Dạ, bô lít nè. Wow. Bị xì bánh xe anh. Xe xẹp lép luôn rồi. Chỉ có xì nó mới xì nhanh như vậy thôi. Đây không có máy giá nữa chứ. Mà giờ mình chạy của mình mới gây đơ đó đi. Em chưa chạy 71 lần nào luôn á. Đó, lên dứt liền. Dứt luôn hả? Lô. Hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ chạy lên Sài Gòn ha. Đi chợ Tân Thành. Thì lâu lắm rồi mình chưa lên Sài Gòn anh em. Từ lúc dịch tới giờ thì mình chưa có chạy lên Sài Gòn. Chứ mấy lúc trước mà mình gọi là chưa có bằng rộn lắm anh em. Thì hầu như tuần nào mình cũng lên Sài Gòn hết á. Hầu như là còn tầm 10 ngày nữa là mình cũng về quê anh em. Về quê ăn Tết với lại gia đình rồi. Thì tới mùng 2 chắc chắn là mình có mùng 2 Tết là mình có chuyến đi tour Đà Lạt. Vẫn là Đà Lạt. Tại mình chưa có thời gian và chưa có dự định để đi những cái chuyến xa hơn anh em. Thì mình đi mấy ngày Tết cho sợ chết thôi. Tại vì cả năm 2 năm nay rồi Tết mình chưa có đi du lịch. Mình vẫn ở nhà mình ăn Tết anh em. Nhưng mà ở nhà thì hoài thì chán lắm, buồn lắm. Đó, đây là cái lý do tại sao thì mình hay đi những chiếc S155 này. Thì bây giờ chiếc kia gọi là quá ồn ào rồi. Thì mình muốn để một chiếc Suzuki nguyên chiếc thì chỉ xuống bánh nhỏ một xíu cho nó nhẹ xe một xíu anh em. Để mình thường xuyên lên Sài Gòn hay là đi xa rồi quay xe rồi cho anh em coi. Chiếc kia thật chắc gọi là cũng là con xe cái của mình, Suzuki 68. Nhưng mà chỉ để dành lúc lâu lâu rồi hưng phấn rồi lấy ra đi thôi nè. Chứ theo anh em nghĩ mà chỉ có một chiếc xe bôi nổi mà đi suốt ngày á, nó rất là mệt mỏi luôn. Kiểu càng ngày mình càng muốn mọi thứ nó im lặng đi, chứ không phải là lúc nào cũng phải ồn ào anh em. Xe Vinh, tiếng bô Vinh nó vẫn có một cái chất riêng, chất hay của nó. Không, này đợi cái mic, không biết mic này có ổn áp hay không nữa. Lần đầu tiên test cái mic mới. Ok anh em ha, thì bây giờ mình sẽ chạy lên Sài Gòn. Thì có vấn đề gì mình sẽ quay lại trong cái lúc di chuyển của mình. Đã tới Sài Gòn rồi anh em ơi. Cái vòng xoay này kẹt xe kinh điển lúc mấy cái lúc chiều anh em, kẹt xe dữ lắm. Hiện tại Sài Gòn càng ngày càng vắng bớt thì một số người về quê rất là sớm anh em. Tại vì cái chỗ có nhiều chỗ thì về quê phải cách ly anh em, cách ly 14 ngày trong nhà. Xong rồi người ta tranh thủ về cái lúc này tới Tết là hết cách ly rồi vừa. Là tính toán đến kiểu đó luôn rồi đó. Y tính luôn. Ôi, thấy cái bánh xe lỉa lỉa nghi lắm rồi. Vừa chạy tới Bình Tân thôi mà bây giờ. Rồi xong rồi. Ôi là trời. Rồi xong, xác định luôn. Mới lên bánh nhỏ mà sao giờ
không biết có bị đâm hay bị gì, chỉ có bị đâm nó mới xài nhanh như vậy thôi, chứ từ nãy giờ là mình chạy bình thường mà. Rồi phía xung quanh đây mình có tiệm sửa xe nè ông ta. Giờ dắt bộ thôi anh em, tại vì nó cho cái niềng cho nó khỏi bị ấy anh em, phải bị vên á. Giờ nó mà mềm quá chạy bị vên cái mâm liền. Rồi, trời rồi đây tìm sửa xe nè anh ta. Ôi trời, nắng kiểu này là dắt bò là khùng luôn, không hiểu nổi. Đây là tỉnh lộ 10 Bình Tân. Quá mệt mỏi, trái hay phải đây nào. Đây giá bánh xe, tìm sửa xe đây. Anh có giá bánh xe không anh? Bị xì bánh xe anh. Xe xẹp lép luôn rồi. Chỉ có xì nó mới xì nhanh như vậy thôi. Đây không có máy giá nữa chứ. Mà để giá giùm cho. Tìm sửa xe giùm có máy giá anh. Ok, để giá giùm cho hết xe. Không có giá. Xẹp lép luôn rồi. Để mình tháo ra mua giá giùm về cả. Là gỡ cái bánh ra đem đi giá giùm luôn anh. Bây giờ mình gỡ ra giá xong rồi đem về gắp vô lại. Rồi ok anh. Nhanh không anh? Khoảng chừng 10 15 phút vậy. Em bên dài xe vô cái xe. Hơi chậm. Làm bối nồi tay ga nhẹ xe ít hao xăng. Đó. Thì đang đi thì chiếc xe nó bị xì xẹp lép luôn anh em. Mình nghĩ là đâm đinh hay là gì rồi, chứ không phải là ấy nữa. Tiệm này nhỏ nhỏ mà người làm nhiều quá ta. 1, 2, 3, 4, 5. Tên gì? Dạ. Anh tên gì? Tên Ben anh. Ben hả? Dạ. Làm quay bên xe luôn hả? À, đúng rồi. Ủa mà sao bên tiệm anh, tiệm có chút xíu mà nãy em đến mà 6 người làm luôn á. Tại vì ở đây mấy anh em học nghề, học việc đó. Dạ. Bên mấy dòng này anh thấy mấy dòng xe này giống anh. Ở đây là có xe độ rồi dữ rồi. Đây là chiếc ẹt bô phơm nhỏng rồi ha. Coi kêu bơm lên rồi kiểm tra giá lại anh. Ủa mấy xe này là chỗ anh làm luôn hả? Đúng rồi. Sa chi rồi nè. Sa chi rồi ẹt rồi nè. Dạ đúng rồi. Em làm YouTube được á. Ủa anh tên gì? Tên Long. Long. À Long Tem biết. Sao mà em nhớ là hình như là 2-3 năm trước em có coi kênh anh là lúc em chưa làm YouTube được á. Đúng rồi. Cũng làm nay cũng 3 năm rồi nhưng mà lâu. Hồi đó là anh hay quay mấy cái clip mà chia sẻ gỡ xe hay là gỡ máy rồi là được. Đúng rồi, phải không? Đúng rồi. Lâu rồi. À cũng chuyên về dây đôi Sachi đồ. Đúng rồi. Mình bên đó cũng có quay chia sẻ với anh em lúc đầu á, lúc xe mới ra chơi cho anh em tham khảo á. Dạ. Thì cũng nhiều nhưng mà sau này cái không có cái thời gian, anh em rồi cũng không có đủ thời gian quay. À. Bây giờ là dạ. Xe đông quá là không có thời gian à. Xe cũng lai ra đều nhưng mà tại mình cũng không, chỉ có đông quá thì mới không có thời gian thôi anh.
chứ mà rảnh quá thì cũng quay này quay kia. Okay à, nhưng mà tại chủ yếu mình trực tiếp mình gắp máy cho anh em, mình trực tiếp mình làm nên nó mình chú tâm hơn cho mấy cái sản phẩm nhiều hơn. Em cũng mới mở cái tiệm ở dưới quận 9 á, mà chạy nay chạy lên Bình Tân đi công chuyện rồi ai nhà xe nó bị xì gần đây luôn. Rồi rồi. Để em soi tiệm xíu coi. Có gì mà muốn che giấu lại không? Không. Chứ em soi là em soi kỹ lắm á. Cứ quay lại đi, có gì đâu, cái nào thắc mắc thì hỏi. Rồi mấy cái đồ này là đồ anh hay làm cho nên anh mới treo ở đây nè. Không? Hay gắn khách. Hay sử dụng thường. Rồi. Nhìn là biết cặp cam dây đơ anh em của Tia đồ. Ủa mà ở đây đa số là làm Sachi rồi dây đơ rồi nhiều ha. Sachi, dây đơ, winner, ẹt, nói chung là dòng DOC rồi. Dạ. Nói dòng xe anh em đi tour gì. À, xe đi tour. Thì ở đây có chiếc Sachi màu đỏ anh em. Và đi giỏ này giống như là giỏ chạy xăng đồ IGC 003, IZ003. Giỏ này là nó mau mòn lắm mà. Đi tour đồ tầm 2-3 cái tour là mòn luôn, thay giỏ rồi. Ừ. Ở đây là một đống cửa bô Vinh luôn. Cái này trò luôn. Đây chắc cái kiểu là mấy ở đây làm bô xăng lửa rồi 68 đồ các kiểu rồi mới thay cổ luôn. Cả một đống cổ luôn. Rồi bô độ này kia. Còn bên đây, bên đây thì có lồng. Ô đây có lồng 71 nhiều với anh. Ừ, tại vì lồng 71 cũng mới về. Về mà quốc là 2, 4, 6, 7, 7 đám cái. Lấy bằng một thùng. Rồi, một thùng luôn. Rồi, bây giờ chắc bên anh giờ làm 71 không ha? Cũng có, nhiều. Chứ hồi đó em coi kênh anh là làm 68 với bô xăng lửa, đồ cam xăng nồi, đồ các kiểu. Có đồ mới, mình phải thay đổi có đồ mới cho anh em. Đâu, có chiếc nào mà đang 71 không? Cho em coi thử coi. 71 danh dinh. 71 danh dinh thì cái danh dinh mình đi nổi mà. Đúng ra nếu mà cái xác danh dinh luôn á dạ. Thì mình nghĩ nó sẽ thiếu dục. Thì mình cần xử lý lại. Mình canh danh rồi lại. Đúng rồi, cân lại có thể là tăng cái phần trăm dục nó lên. Dạ. Thay đổi thì cái đó cho nó phù hợp luôn. Để mình cân trái rồi hết luôn. Thì cân... mình có thay tay luôn không anh? Thay. Thay tay. Thay tay luôn cho an toàn. Dạ. Miễn sao để hành trình dên dinh là được. Đúng, hành trình dên. Đây là cái lồng TA luôn nè. TA 71. Và chiếc này mới làm xong hay là làm lâu rồi anh? Cái này làm nay cũng 2-3 tuần rồi. 2-3 tuần hả? Xe này là xe của em một ngày. Để em nổ máy thử được không anh? Được, bình thường, nó cho chạy thử luôn rồi. Cho chạy thử luôn hả? Quen biết lạ vậy cho em chạy thử. Có sao đâu, thì xe còn hôm nay mà. Ờ, bấm một cái là nổ ra. Rồi máy em vô luôn, 71 mà máy em vô luôn. À, anh em nghe tiếng máy nè. Không, em vô. À, bây giờ công nghệ cao cấp tăng tiến lắm mà anh em. Đây là đi không có cái tiêu bồ. Không tiêu bồ. Bộ Lemancy. Lemancy kêu luôn anh em. Đó. Đây là chiếc Sachi 71 đi lòng Kia. Đây là chiếc ẹt làm gì anh? Ẹt đó 68. 68. 68 cộng 4.5. 68 cộng 4.5. Đây làm lâu rồi. Đây có thớt đồng rồi nè. Bảo dưỡng rồi em thớt. Là mấy xe này cũng là xe khách hay là xe nhà anh? Xe khách. À, là anh có cái chiếc xe nào mà của anh không? Xe mình hả? Cái xe cài không à? Hình như là chủ tiệm là hầu như là ít bao giờ quan tâm tới xe của mình lắm. Cái chiếc game. Chủ yếu là quan tâm tới xe khách, xe anh em là nhiều hơn. Chứ mà hỏi tới chủ là không có chiếc xe nào mà. Đó là chiếc quay, chiếc xe đỏ đó, xe nhà đó. Chiếc game này. Game này làm kiển anh. Xe này cho kiển để anh em đi uống một quê vòng vòng ở đây thôi. Chủ yếu gắn titan đồ. Cảng titan đồ. Nơ đi cài chứ một hai chiếc cho khách. Ừ.
thì em cũng có cái chiếc Sachi số 8 của em á. Nếu mà anh hay coi kênh của em thì chắc cũng biết. Nhưng mà đây lên Sài Gòn thì em không có dám chạy mấy xe đó lên, ồn ào lắm. Cho nên em đi công chuyện em toàn lấy xe Vinh đi không ạ. À, phải chờ ra, bây giờ đang ngồi chờ giá bánh. Nhưng mà may mắn thì được cái tiệm mong anh lúc trước mình cũng hay xem chia sẻ về Jado Sachi của anh em. Thì đa số là anh em nào đi xe gì á hay tìm kiếm mấy chiếc mấy cái kênh YouTube mà về xe đó để coi tìm hiểu. Thì mình cũng trước mình cũng tìm hiểu cái này. Đó. Đây là cái chiếc Ad 68. Chiếc này vẫn nổ bình thường đúng không anh? Đúng rồi. À, em nổ thử luôn nha. Nổ đây đi full set cổ titan vô NLK cũng đi không nảy vô luôn anh em. À, lúc nào nổ cái tiếng cũng y lực hơn ha. Ở đây nhà dân rồi chắc mình sơ sơ thôi. Đúng rồi, ở đây chứ ở đây xung quanh là nhà dân không à. Cũng không phải như tiệm em là xung quanh thì nó hơi rộng rãi một chút. Khu dân cư rồi. Rồi. Làm cố gắng yên máy nhất có thể cho người dân người ta. Rồi. Thì trong cái thời gian chờ giá bánh thì anh có chiếc nào để em mượn trải nghiệm thử coi. Giống như nào? Là cái duyên của anh em mình. Không ai giờ mình chạy của mình mới. Em chưa chạy 71 lần nào luôn á. Đó, lên dứt liền. Dứt luôn hả? Thử đi, đâu sao đâu. Lỡ có chuyện gì sao anh? Có chuyện gì thì có. Bỏ gì bỏ chiếc này lại ha. Chiếc này đâu mà mình đổi chiếc này 155. Ừ. Rồi 71 mà đi gấp này cũng ổn á. Gấp X1R. Để em mượn chiếc này em chạy thử nha. Ok. Chứ ngoài không chán lắm anh. Ừ, cứ chạy thử đi. Còn xăng. Rồi còn xăng hả? Đó. Đang cái này đây dĩa bao nhiêu anh? Dĩa hình như là đang 34 á. 34. 71 Vinh đi 34. Em này 70 kg mà không biết chạy dĩa này ok hay không. Được, không sao đâu. Em nó cũng xem mới rồi. Đây lần đầu tiên mình chạy 71 Vinh ha. Ở đây nè em đó. Đó. Mình thấy cái da tóc này nó lẹ hơn cái gì đây? Nó lẹ hơn 68 Vinh một chút anh em. 71 Vinh thường bây giờ 71 Vinh của Sachi hầu như là nó đang hot luôn anh em. Chắc mình chạy trong chuyến này về mình đổi cấu hình luôn quá. Chúng bơ thì nó nổ to giòn hơn, lọt nó cũng khác luôn. Chạy thử anh em. Nhích số 1 lên một xíu á. Kéo số 1 mà nhóm ga lên chút cái đầu nó ben 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 ben. Gầu thiệt chứ. À, mình chạy không quen mình không dám test mạnh đâu anh em. Công nó bay là xong luôn á. Đây, trả xe lại cho ảnh đi. Bay ghê quá. Bay á. À, em kéo số 1 á. Kiểu em kéo mới lên tour tầm 6-7 ngàn á. Tự nhiên đá số cái đầu lên ghê quá.
cái này phải hạ thêm rồi, hạ dĩ thêm rồi. Tại vì chủ yếu anh em đi tu rồi, chứ cái này mà đòi mà kéo hết tu là ben hơi bị dữ luôn á. Nhưng mà so, em nói anh thử là chiếc này 71 nhân dinh mà so với Ad 65 nhân dinh thì anh thấy chiếc nào nó chuẩn hơn? Mình nói chung là theo mình làm thì cảm giác nó sẽ ngang nhau. Dạ, yeah, ngang. Về đồ đạc, về con khói đồ mình nghĩ là... Về hát bơi rồi thì nó cũng ngang. Ngang nhau, thì xe này thì hẹp một. Nhưng mà em nghĩ là chiếc này thì em nghĩ cái xác nó sẽ nhẹ hơn. Xác này underbon mà, yeah. Thì nó sẽ có thể nó cảm giác nó cũng đậm hơn nếu mà so với cái kẹp mà để dàn chân zin là không đậm hơn. Đó, thì cái da tóc nó cũng khác với 68, cũng hơi bị nhiều á. Rồi tiếng bô nó nổ to, nó giòn hơn. Âm thanh nó chặt. Rồi. Dạo này hình như là em lướt YouTube rồi cũng ít thấy cái kênh anh chia sẻ rồi này kia ha. Cũng có quay, nhưng mà tại trước mình bỏ thời gian lâu quá rồi cái nó... Cái đó mình phải up điều đặn với anh là sẽ có người nó theo dõi hơn. Chứ mà kiểu anh muốn up khi nào anh up thì nó sẽ mất đi cái lượng tương tác rồi. Không có dặn lớn về bên cái công nghệ. Bên đó mình cũng không có giỏi khai thác. Như bên anh thì em thấy là cũng chuyên về Zalo, Sachi đồ ha. Thì bên đây mình làm ấy nhiều. Kiểu cũng phá cũng hơi bị nhiều rồi đó. Rồi bánh nó giá xong rồi. Xong rồi. Ở cái bánh mới giá xong anh em. Để vô tiệm soi thêm lần nữa coi. Đây có một cái mình có làm xe rồi luôn rồi đúng không? Dạ có anh. Nói chung là làm chủ yếu đi tour cũng giống như bên anh thôi. Để bữa nào có đi lấy đồ tiền đồ ghé chơi. Dạ. Đi ra ngoài. Cái cúp này là cúp gì anh? Cái đó kỳ chạy đường thẳng trên 2K. Là chạy giải gì anh? Chạy hệ hồi xưa cũng sao chi hệ cam sân nồi á. Cam sân nồi sao chi? Là giải cái đó là bot á. Giải bot. Bot tuần phải không anh? Đúng rồi, bot tháng cuối tháng. Bot tháng. Còn bot tuần hồi xưa là cờ không hả? Hay cờ. Nói chung là anh Long này cũng có một cái tiệm bên Bình Tân ha. Cũng lần đầu tiên vô tình gặp ảnh luôn. Thì mình cũng có một cái tiệm ở dưới quận 9. Thì nói chung anh em gặp bữa nào có đi lấy đồ hướng ngoài đó, mình làm đồ tiện cũng thu thông ngoài đó. Rồi. Để bữa nào ghé chơi cũng hơi chơi. Là ở đây mà anh làm tuốt dưới Thủ Đức. Đúng rồi. Làm ở Đông Anh. Rồi. Nói chung đây cũng tầm mười mấy ngày nữa là Tết rồi. Thì xe cộ chỗ nào cũng đông hết anh em. Ui. Đây, mấy cái đồ đang làm. Máy này em quay được phải không anh? Được. Để mất công rồi nó lộ cái gì à, xong đây luôn. Đây là xe 68 nhân viên. 68 nhân viên. Bây giờ mình sờ lòng lại lên 68 cộng. Lòng ICS. Cặp lốc Sachi Jader rồi. Còn bên đây như em coi trong clip anh cũng thấy dyno nữa mà. Dyno mình một căn nhà riêng đằng kia. Là tính ra là hai căn luôn. Cái chỗ này chủ yếu là để sửa, để làm máy móc rồi thôi. Còn dyno thì phải dắt qua nhà khác nữa. Tiệm nhỏ nhỏ mà có cái tủ xịn sò luôn anh em. Người làm thì 6-7 người. Người còn đông hơn bên mình đó. Đó. Về bộ đồ người xịn lắm. Cái tủ này mình đúng mê luôn á. Đó. Okay. À, cũng xong rồi. Thì có dịp đi ngang em thì ghé em chơi đồ. Anh em muốn cà phê đồ. Chắc cũng qua thường lắm. Dạ. Anh thường xuyên đi lắm. Đi lấy đồ mét mà. Thì ở đây không có giá bánh xe em. Đa số là chủ yếu là làm xe thôi. Nhưng mà giá bánh xe là không có rồi đó. Thấy có cái gì đó giống như là trùng trùng với mình. Xe đồ giống giống là mấy anh em đồ. Đổi phân phi đồ mình biết cũng anh em đi tour rồi kia hỗ trợ thôi.
bơm bánh rồi thì ok rồi anh em. Thật sự là không phải là không có chỗ để được cái bàn giá luôn, là có luôn. Rồi. Bây giờ không có chỗ để mình set up được cái chỗ. Tại ở trên mấy cái khu vực này mà tìm được cái mặt bằng nó cũng hơi khó á. Ở dưới em là trà bá lửa, cỡ nào muốn cỡ nào cũng có hết. Đúng rồi, mình cũng thích không chứ. Dạ. Yeah. Rộng, thoải mái thì dựng xe rồi cũng thoải mái. Kênh em thì giá bánh xe rồi xong thì nãy giờ mình với anh Long ngồi uống cà phê rồi nói chuyện đồ. Thì anh Long có gửi mình hai cặp cam Sachi Rider mà chưa mài anh em. Thì cam này về tự mài, tự thử, tự chơi luôn anh em. Không, anh em nhìn mấy cái phôi cam này chưa mài chưa gì mà tặng luôn anh em, giao lưu chơi luôn á. Quá đã luôn. Cảm ơn. Cảm ơn anh Long. Về cứu chơi. Ok anh. Cái gì cảm ơn anh nha. Qua đây giá bánh xe còn có quà nữa. Thì có gì mai mốt chạy qua bên em chơi nha. Ok ok. Ok anh. À, mấy anh em về luôn nha. Ok. Yeah.